laptop giá rẻ tầm 4 đến 5 triệu mà thôi, nhưng các bạn vẫn sử dụng văn phòng nè, máy có đầy đủ camera, mic cho mình học tập online, mình làm việc tại nhà vô tư nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhân Laptop Bảo Hành Trọn Đời. Thì dạo gần đây Huyền nhận được rất là nhiều cuộc gọi của các bạn hỏi về laptop giá rẻ, laptop từ khoảng 4 đến 5 triệu đồng. Do mùa dịch này mình làm việc tại nhà, mình học online nên mình rất cần là chiếc máy tính, nhưng mà kinh phí của mình rất là thấp, từ 4 đến 5 triệu thôi. Thì ngày hôm nay Huyền mang đến cho các bạn một số mẫu laptop phân khúc từ 4 đến 5 triệu để cho mình dễ lựa chọn và mình tham khảo trong cái mùa dịch này nhé. Và mẫu laptop đầu tiên mà Huyền muốn mang đến và giới thiệu cho các bạn đó là chiếc Dell Latitude 3150. Thì chiếc máy này có màn hình là 11.6 inch. Đây. Nó rất là mỏng nhẹ luôn, nếu các bạn mà thường xuyên hay di chuyển hay các bạn muốn mà chiếc máy mỏng nhẹ để mình dễ dàng bỏ vào cốp xe thì chiếc máy này vẫn là một sự lựa chọn rất là tốt cho các bạn nha. Và chiếc máy này sở hữu cấu hình là Celeron chip N24 2840, RAM 4GB, ổ cứng SD128 và màn hình là 11.6 inch. Thì chiếc máy này còn ngoại hình của máy thì còn rất là mới luôn, khoảng là 98-99% hết á. Con này là chip Celeron nhưng mà nó đời thuộc đời 4, đời 5 rồi, chạy ổ cứng SD nữa nên các bạn làm việc và học tập ở làm việc nè, văn phòng thôi, học tập thì vô tư. Giá con này chỉ có 4 triệu 200 ngàn đồng thôi nha. Chiếc 3150 giá là 4 triệu 200 ngàn đồng. Và tiếp tục vẫn là chiếc máy của hãng Dell, chiếc Dell Latitude E6230, máy có hình là Core i5 chip 3320M, RAM 4GB, ổ cứng SD128GB và màn hình của máy là 12.5 inch. Đây, chiếc máy này thì nó cũng khá là mỏng nhẹ luôn, nếu mà thuộc mà cái phân khúc mà máy mỏng nhẹ, các bạn muốn mà chiếc mua máy mà thường xuyên hay di chuyển thì mấy chiếc máy này cũng khá là cũng là một lựa chọn rất là tốt. Ngoại hình của máy đều là 98-99% hết. Và chiếc máy này hiện tại đang bán với giá là 5 triệu đồng nha. Màn hình 12.5 inch, con chip là Core i5 chip thế hệ 3, RAM 4GB, ổ cứng SD128GB. Đây, các bạn yên tâm, mấy con này là hàng nhập khẩu nên khá là bền luôn. Và tiếp tục đó là chiếc HP6560B, con này có cấu hình là Core i5 chip 2540M, RAM 4GB, ổ cứng SD128GB và màn hình của nó là 15.6 inch. Đây. Nếu các bạn học kế toán nè, hay là thích màn hình bự thì chiếc máy này cũng là một sự lựa chọn. Mấy con này là hàng nội địa Nhật nên cái bàn phím của nó vẫn là những cái ký tự mà kiểu như là bàn phím Nhật á, nên là nếu các bạn muốn mua về dễ sử dụng thì bên mình sẽ dán những cái nút ở trên này cho các bạn dễ sử dụng nè, chỉ cái phím số thôi. Và con máy này với giá là 5 triệu 200 ngàn đồng nha, 6560B. Và dòng máy tiếp theo mà Huyền muốn giới thiệu cho các bạn đó là chiếc Dell E6320. Con này có hình là Core i5 chip thế hệ thứ 2, RAM 4GB, ổ cứng SD128GB và màn hình của nó là 13.3 inch. Và con này thì bên shop có hai cấu hình, cấu hình i5 và cấu hình i7. Cấu hình i5 giá là 4 triệu 800 ngàn đồng và i7 là 5 triệu 300 ngàn đồng. Đây, màn hình 13.3 inch. 5 triệu 300 là cấu hình i7, còn i5 là 4 triệu 8 nha. Vẫn là hãng Dell, đó là chiếc Dell Latitude E5430, máy cấu hình là Core i5 chip thế hệ thứ 3, RAM 4GB, ổ cứng SD128GB, màn hình là 14 inch. Đây, chiếc máy 5430. Thì mấy chiếc máy này thì ngoại hình nó đều là 98-99% nha, các bạn yên tâm về ngoại hình của máy nha. Tuy giá rẻ nhưng máy đều có thiết ngoại hình nó cũng còn khá là mới, chưa có qua sử dụng. 5430 giá là 5 triệu 400 ngàn đồng. Và chiếc máy tiếp theo là được đến từ thương hiệu Dell luôn, chiếc Dell Latitude E6430S. Và chiếc máy này hiện tại đang bán với giá là 5 triệu 500 ngàn đồng.
Cấu hình là Core i5 chip thế hệ thứ 3, RAM 4GB, ổ cứng SSD 128GB và màn hình là 14 inch. Đây. Cũng cần khá là đẹp. Mấy cái con máy này đều có camera và mic đầy đủ nên các bạn vô tư học tập online và làm việc tại nhà nha. 6430S 5.500.000 đồng. Và con 6430S này thì bên shop có hai cấu hình, cấu hình i5 là 5.500.000 đồng và cấu hình i7 là 6.200.000 đồng cho các bạn lựa chọn. Thì có hai cấu hình i5 và i7, cho mình dễ vừa lựa chọn, một con là 5.500.000, một con là 6.200.000 nha. Cũng đều RAM 4GB và ổ cứng SSD 128GB. Cũng là thương hiệu Dell, chiếc Dell Latitude E6430. Và con này cũng có cấu hình là 3320M, RAM 4GB, ổ cứng SSD 128 và vẫn là màn hình 14 inch. Thì con 6430S là nó phân bản, cái phiên bản là phiên bản đặc biệt nên là cái màn hình của nó, cái bề màn hình nó sẽ nhỏ hơn, mình thấy cái thiết kế nó gọn hơn con 6430 này. Thì con 6430 này giá của nó vẫn là 5.500.000 đồng. Và chiếc máy cuối cùng mà Huyền muốn giới thiệu cho các bạn đó là chiếc HP 6570B và máy có cấu hình là Core i5 chip đời thế hệ thứ 3, RAM 4GB, ổ cứng SSD 128GB và màn hình là 15.6 inch. Đây. Máy có đầy đủ các cổng kết nối ở hai bên thân và đằng sau máy nè. 5.500.000 đồng cho chiếc 6570B nha các bạn. Thì vừa rồi Huyền đã giới thiệu sơ qua cho các bạn những mẫu laptop phân khúc từ 4 đến 5 triệu cho các bạn có kinh phí thấp nè, phải chọn những chiếc máy để học online, làm việc tại nhà trong cái mùa dịch này. Thì đó là một số lựa chọn cho các bạn tham khảo. Nếu các bạn đã tham khảo được mẫu laptop nào, hoặc là các bạn muốn biết chi tiết, hoặc là muốn mình quay tổng quát cái máy cho các bạn xem, thì các bạn hãy liên hệ ngay với Huyền theo số điện thoại 0909682336 nhé. Và đặc biệt trong tháng 7 này, khi các bạn mua máy bên Nhân Laptop thì sẽ được tặng ngay một chiếc nón bảo hiểm vô cùng xinh xắn nha. Đây. Chỉ duy nhất trong tháng 7 này thôi nên các bạn hãy nhanh tay đặt chiếc máy ưng ý về cho bản thân mình nhé. Còn clip của Huyền đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.